Đi nè Cưng. Sau đây sẽ là chuyến hành trình chúng ta trở lại đất nước hoa đào xinh đẹp. Xin mời tiếp. Tiếp lên đây. Lái xe hơi đi vòng vòng chơi nè. Và em sẽ dẫn các anh tới một nơi mà toàn là xe hơi mà xe hơi cổ. Cổ hả? Vâng. Được. Xe tương lai. Hiện đại cũng có luôn. Vâng. Ok, wow. Xem nhé. Wow. Ok, mời các anh chị xem. Giới thiệu cũng có vẻ hay đó. Wow. Quay lại một ngày mới nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi tham quan một nơi mà chị nghĩ là các thám tử, đặc biệt là các thám tử nam nhà mình có nhắn nhủ với chị ở Nagoya này có một nơi rất là nổi tiếng về bảo tàng của Toyota. Nên là bộ em cực kỳ thích ô tô. Vậy lần này chị đi bảo đảm là em thích được đúng không? Cảm ơn chị. Yes. This. Hello. Welcome to Toyota. Yeah. Yes. Shall we go? Yes. Please come. Wow. Wow. Huge. Very cute. This old toy is like a toy. No, it's a display. For future. Wow. Yeah. Quá xe của tương lai kìa. Đây là chỉ là mô hình thôi. Latest model. Yeah. Toyota. It's called Mirai. 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 Cái dòng xe này có khác biệt gì với những dòng xe khác không ạ? Suiso ga gasoline no kawari ni suiso denryou ni tsukatte sanso to suiso hannou sasete denki o tsukatte okoshite denki de sore de ugokimasu kudo. Desu kara hai gasu ga denai node mizu dake shika demasu. Vậy thì nếu mà nó chạy bằng nước thì vận tốc của nó thì có bằng những cái xe chạy bằng xăng. Thế là một chiếc xe vậy thì ở trong nội địa của Nhật có bán ra ngoài nước ngoài hay chưa ạ? 2014 から販売してます。はい、外国にもアメリカとかヨーロッパで少し販売してます。Còn xe này thì sao? Cái xe vừa nãy là chỉ là xe tối tân nhất và có đặc biệt. Đây mới là xe mới nhất này. Dòng xe mới nhất 2017 là dòng xe Rios THB. これはガソリンと電気ハイブリッドで走る。Can you show me the original motor, the first motor of Toyota Matic? Oh, yes, sure. Yeah. Beautiful car. Wow. I'm not sure. Chị ơi, 1970 mà xe đẹp này rồi này. Trời ơi, mọi người có thấy được rằng đây là một con đường mà ô tô cổ của Toyota từ trước đến giờ là những cái mẫu mà đầu tiên mà xuất hiện của Toyota. What is the first car of Toyota? Okay, first car sold by Toyota is truck. 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 Not truck, passenger car, you know. Oh, no. This is the first 1930 to 1940. You know, there's a war. 戦争があったんで、政府がトラックを作ってほしいという要求がありました。ですからトヨタは最初に乗用車ではなくトラックを作って、販売を始めました。Origin color of this car? Oh yes, this origin color. Ah. And 1 year later.Toyota made a passenger car. Sau đó thì Toyota bắt đầu mới tạo ra cái xe cho hành khách. Can I move inside to take a picture? Oh yes. Okay. Inside? Inside I'm sorry. Just standing here is okay. Giờ chị Up sẽ đứng cạnh chiếc xe để chụp cho các anh thám tử ở nhà coi. Chiếc xe này là từ năm 1936. Xe cổ đấy, xe này đời lâu lắm đó nè. Toyota ngày xưa. Can you take a picture for us? Bãi Giang, Sài Gòn ngày xưa là thầy như này không đó. Thầy dạy phóng đó. Mệt. Chắc là Bazo với lại anh Hoàng rapper là mê mẩn cái chỗ này lắm nè. Tụi em được chiêm ngưỡng rất là đẹp cho mọi người ơi. Sau đó là tái hiện されていますので. Bây giờ chúng ta sẽ coi qua cái quá trình người ta làm cái chiếc xe ô tô. Mùi xưa thì, như thế này, tay ほとんど手作業でね作っていたんですよ。Ở đây thì không chỉ có những cái hình mẫu của những chiếc xe mà còn có cả hình mẫu của những người công nhân đang làm việc nữa. Handmade only for the original car. Handmade. Handmade and a machine. Seat cover made by hand. Là kiến xe là phải cắt bằng tay, tất cả là bằng tay hết.
cứ tới công đoạn là sơn xe, painting, painting and cars. Yes. Đây là thời gian sau này Toyota bắt đầu chuyển mình qua sản xuất ô tô. Đầu tiên là dệt đúng không? Dạ vâng. Dệt mấy giờ? Đây là những sợi bông dệt. Dệt bông. Sắc kỳ là 1人 で 1本 しか作れなかったんだけど、その後にもっと機械ができて、一回で何十本もできる糸ができるね、機械ができました。So this is automobile pavilion, and I would like to explain how Toyota moved from textile machinery to automobile. Em biết như mọi người đã biết thì Nhật càng ngày càng tân tiến hơn. Hồi xưa thì người ta sẽ làm từ thủ công có máy móc, còn bây giờ Nhật rất là nổi tiếng với những con robot. Cho nên là người ta đã phát chế ra robot có thể thay thế con người lắp ráp để trở thành một chiếc xe. Bây giờ chú có thể dắt cho tụi cháu đi coi cái robot mà có thể lắp ráp bằng xe ở đâu không ạ? Okay, we have the display over there. Okay. So I'll show you. Okay, so excited, thank you. Ở đây là một trong những loại robot mà thời xưa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn nút của này cho mọi người xem thấy nha. Wow. Đó chính là những cái máy robot này có thể thay thế cho con người để lắp ráp một chiếc xe. Đây là bảo tàng cho nên là những cái con robot này cũng là thuộc đời cũ thôi. Những cái robot mà tân tiến bây giờ hơn mà giống như hình thù con người hơn thì nó nằm không có nằm ở đây. Thì ở đây là những con robot đời đầu tiên của Toyota. Khi mà robot làm việc thì chắc chắn là sẽ giảm thiểu thứ tai nạn liên quan đến con người. Ngày hôm nay trải nghiệm ở bảo tàng của Toyota thì Thành cảm thấy là phụ nữ thôi nhưng cũng thấy cảm thấy rất là thích thú và kinh ngạc về cái khả năng của người Nhật, đặc biệt là bên hãng xe của Toyota. Cảm ơn chú rất nhiều ngày hôm nay đã đồng hành cùng tụi cháu và đã cho chúng cháu mở mang tầm mắt rất nhiều. Em cảm giác như thế nào? Nói cho mọi người biết nào. Thì bản thân em cũng rất là thích công nghệ ấy. Thì là khi mà nhìn thấy ô tô này, những cái ô tô đời mới mà lại còn nó tiết kiệm nhiên liệu này, lại còn thân thiện với môi trường nữa. Cảm ơn chú rất nhiều. Thank you for coming to our museum. Xe đẹp mà. Đẹp mà. Có em bất ngờ là ngày hôm nay là giống như là được thỏa mãn tầm nhìn, được biết tới một cái thế hệ công nghệ, gọi là công nghệ sản xuất xe hơi, và đặc biệt là hãng Toyota. Vậy là hai người có mang một chiếc Toyota về cho thám tử đi đúng không? Chương trình không có tài trợ cái chuyện đó. Thật ra thì lần đầu tiên mà bước vô bảo tàng thì cái cảm giác đầu tiên là nó rất là rộng. Đi một vòng chắc phải mất cả tiếng đồng hồ, tại rất là nhiều thứ để mình phải tham quan. Ở đây là mình coi khoảng 5-10 phút thôi mà đi một vòng hết nửa ngày luôn á. Wow, vậy là chỗ đó nó rất là rộng đúng không? Nó rất là rộng. Ở bên luôn. Nhật á, thì em thấy rất là nhiều xe mà được chạy bằng điện. Và khi mà vào đến bảo tàng thì lần đầu tiên em nhìn biết được thêm là xe còn có thể chạy được bằng khí hydro.